Mọi người có thấy là những chai lăn nách thông thường nó chỉ bám trên bề mặt da mà thôi, và nó chỉ ngăn được mồ hôi khi mà mồ hôi tiết ra ngay tại thời điểm đó. Còn về khử mùi thì nó chỉ tạm thời trung hòa mùi hôi mà thôi. Còn nếu mà bạn muốn tìm một loại lăn nách có thể ngăn được mùi hôi cũng như là mồ hôi từ bên trong thì bạn phải nghĩ liền qua em Perspirate Original này nha. Em có khả năng ngăn tiết mồ hôi cũng như là giảm mùi hôi nách hiệu quả từ 3 đến 5 ngày. Dù có bơi lội hay là tắm cũng không lo bị mất tác dụng. Thậm chí tập thể dục thì nách vẫn khô thoáng và không có mùi luôn nha. Em Perspirate này chứa hai thành phần chính, đó là muối nhôm, ngăn tiết mồ hôi và mùi hôi từ bên trong tuyến mồ hôi, giúp da luôn khô thoáng và không có mùi. Alcohol denat là kháng khuẩn này, làm se lỗ chân lông và hấp thụ dầu, giúp da mình khô thoáng hơn đó. Mà mọi người lấy giấy bút ra ghi lại những lưu ý khi mà dùng em này nha. Thứ nhất đó là không sử dụng em nó trong vòng 2 ngày sau khi mà cạo nhổ hoặc là triệt lông nách hoặc là waxing nha. Thứ hai là dùng em nó trước khi đi ngủ vào buổi tối thì hôm sau mới có tác dụng được nha. Thứ ba là không nên lăn quá nhiều vì sẽ dễ gây ra kích ứng. Chỉ cần lắc như thế này nè, xong rồi mình lăn lên, lăn xuống 1 đến 2 lần là được. Cuối cùng nè là lau hoặc rửa sạch lại vùng nách vào buổi sáng hôm sau. Mình thì sử dụng em này 2 đến 3 lần trên một tuần, tùy vào tuần đó mình vận động nhiều hay là ít. Bạn nào mà hay ra mồ hôi hoặc là có mùi hôi khó chịu hoặc là tập thể thao thường xuyên thì tậu liền em này cho mình, chân ái của những ngày nắng nóng luôn á.